vào làm rồi mà bao nhiêu người xếp hàng ngay thì không biết bao giờ mới đến lượt mình. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang ngất lời trong giấc mơ. Thật tiện lời chưa từng có, phút chốc đang hoài mang đi.